Lắp ghép thì dễ dàng Tuổi thọ lên đến trên 15 năm Và đây là dòng gỗ nhựa ngoài trời của Haroma Hôm nay công hàng về bốn màu Màu đen này, màu vàng, màu nâu đỏ Và màu, màu nâu cà phê Phục vụ anh chị em như mình Với dòng gỗ nhựa ngoài trời này Anh chị em nhà mình có thể ốp cho tường trần Ở vị trí ngoài ban công mái hiên Cơ bản là về vị trí ngoài trời Thay thế cho những dòng vật liệu cũ Thành phần của nó sẽ là hạt nhựa Kết hợp với cả bột gỗ nữa Thế cho nên là nó sẽ tăng tuổi thọ tuổi thọ lên đến trên 15 năm anh chị em nhé dùng ngoài trời đấy bề mặt trước thì sẽ được trà nhám đi như thế này tạo tính thẩm mỹ bề mặt sau có thành phần hạt nhựa nên là trơn nhãn và kết cấu của nó rất là chắc chắn luôn anh chị em ạ đấy thiết kế thì đẹp dạng hèm khóa dương và hèm khóa âm nên là thi công nắp ghép đơn giản như nãy hạ vừa làm với anh chị em đấy bản này nó sẽ có là lam 4 sóng chiều cao là 26 mm, bản rộng là 21,9 cm, chiều dài có sẵn là 2,9 m để phục vụ anh chị em nhà mình. Anh chị em nhà mình là đại lý thầu thọ hay là những bác bên cửa hàng thì cần bảng báo giá chi tiết cũng như bảng giá chiết khấu liên hệ trực tiếp đội ngũ của Haroma nhé. Haroma sẵn kho hàng nghìn mét vuông phục vụ anh chị em nhà mình. Follow kênh để cập nhật sớm vật liệu mới nha.